Minh Đường Tử Vi mến chào các quý cô tuổi Kỳ Dậu. Chúc các quý cô tuổi Kỳ Dậu, sinh năm 1969, bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Kỳ Dậu của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023 mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý cô có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình trong năm sắp tới, mời các quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng. Năm quý mão 2023, tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng, là 55 tuổi âm lịch và 54 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, kỳ gặp quý, tương khắc, công việc gặp nhiều trở ngại, tiểu nhân quấy phá, đồng thời ít được quý nhân giúp đỡ, tự làm tự ăn, tiền bạc đủ tiêu xài là may. Xét về địa chi, dậu gặp mão, phạm cục diện lục sung, báo hiệu một năm công việc vất vả, nhiều trở ngại, tự làm tự ăn, không có quý nhân phù trợ. Tiền bạc khó kiếm, nhưng lại dễ hao tổn. Gia đạo khó an yên. Xét về ngũ hành, đương số mệnh thổ, gặp năm kim, thổ bị thiệt. Làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức hơn. Sức khỏe cũng giảm sút đáng kể những biến chuyển của thiên can địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý cô tuổi kỳ dậu chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm hay triển khai dự tính góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại tình cảm mái ấm gia đình và sức khỏe thể chất có những chuyển biến không được tích cực sao chiếu mệnh gặp sao kế đô chiếu mạng chủ về bệnh tật tai họa người âm phá rối dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn thương tật bất ngờ vận hạn gặp hạn thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm nguy hại tới tính mạng rất cao. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Xét về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi kỷ dậu 1969, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi kỷ dậu 1969, phải chịu tác động của nhiều hung tinh, về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi. Nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo, hay kế hoạch đã tính trước, khiến bản mệnh rất vất vả để điều chỉnh đối với những người làm công ăn lương dù sắp nghỉ hưu nên quý cô về cơ bản không có suy nghĩ để tập trung vào việc thăng tiến trong sự nghiệp nhưng cũng cần cẩn thận với công việc mình phụ trách tránh sao nhã gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định năm này quý cô tuổi kỳ dậu không có được quý nhân giúp sức phải tự lực cánh sinh một mình gánh vác công việc là chính lại thêm sự tác động của hạn thiên tinh, làm cho quý cô tuổi kỷ dậu gặp nhiều bất lợi trong công việc, đặc biệt chú ý trong kinh doanh, buôn bán, tránh những sai sót xảy ra, có thể liên quan tới kiện cáo, thị phi, pháp luật. Hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn lao lý. Mà quý cô sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Xét về vận trình tài lộc của quý cô tuổi kỷ dậu 1969, trong năm quý mão 2023 dưới sự tác động của nhiều hung tinh làm cho quý cô tuổi kỳ dậu vận khí suy giảm cho nên về phương diện tài chính của quý cô trong năm này không mấy khả quan tài khí khó tụ tiền bạc dễ hao các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài do nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn ngoài ra do bị ảnh hưởng của tiểu hao thiên khốc là hung tinh làm cho quý cô sẽ gặp họa phá tài dễ tao tán về tiền bạc trong năm nay khi đã có tuổi và mua sắm trực tuyến quý cô nên thận trọng để tránh gặp phải những kẻ lừa đảo Do đó, quý cô tuổi kỳ dậu nên cân nhắc và bàn tính kỹ lưỡng với người thân, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư hay xuất tiền. Đặc biệt ở thời điểm từ đầu đến giữa năm có thể chịu nhiều tổn hao tài chính. Tuy nhiên, từ giữa đến cuối năm tài vận có sự khởi sắc, công việc thuận lợi hơn, không còn chịu cảnh thiếu thốn về vật chất. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi kỳ dậu 1969 trong năm Quý Mão 2023, bước sang năm quý mão về phương diện tình cảm gia đạo của quý cô tuổi kỳ dậu không tốt cho lắm vận khí trong nhà suy giảm sự bận rộn trong công việc có thể khiến cho quý cô lơ là tình cảm gia đình các mối quan hệ xung quanh trở nên nhợt nhạt cuộc sống thiếu sinh khí lời khuyên cho quý cô tuổi kỳ dậu dù bận rộn đến mấy cũng nên dành một ít thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình đây vừa là cách hâm nóng tình cảm vợ chồng cũng vừa giúp hóa giải một số vận hạn liên quan đến gia đạo trong năm quý mão này bên cạnh đó quý cô tuổi kỳ dậu hãy luôn giữ tinh thần thoải mái lạc quan thái độ hòa nhã với đồng nghiệp căng thẳng quá độ có thể nảy sinh nhiều bất hòa khiến công việc gặp nhiều khó khăn đối với quý cô tuổi kỳ dậu độc thân nếu gặp được một nửa của mình cũng nên tạo cơ hội cho đối phương và mở lòng nhiều hơn quý cô sẽ cảm nhận được sự chân thành và nhiều niềm vui mới mẻ từ nửa kia đường tình duyên viên mãn sẽ giúp quý cô cảm thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa hơn Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi kỷ dậu 1969, trong năm quý mão 2023. Quý cô tuổi kỷ dậu, bước sang năm quý mão, có vận trình sức khỏe kém hơn so với những năm trước đây. Các sao hung tinh nổi chìm, vận khí lên xuống thất thường, quý cô tuổi kỷ dậu, sẽ cảm thấy sức khỏe của mình yếu đi rất nhiều, bệnh tật có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Đặc biệt, gặp hạn thiên tinh trong năm, làm quý cô cần phải chú ý các vấn đề liên quan đường ruột tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Ngoài sự xa sút về thể chất, tinh thần cũng mệt mỏi và áp lực, quý cô đã cảm nhận rất rõ sự giảm suốt về sức khỏe của mình ở độ tuổi ngoài 50, phải chịu sự lão hóa, già đi theo tuổi tác. Không nên phẫu thuật thẩm mỹ, lạm dụng dao kéo, kẻo lại làm cho sức khỏe càng thêm trầm trọng hơn, thậm chí còn nguy hại tới tính mạng. Sao kế đô chiếu mệnh, quý cô trong người mang âm khí nặng, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, rất dễ sinh tâm bệnh. Vì vậy, quý cô tuổi kỷ dậu trong năm nay, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi kỷ dậu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi kỷ dậu nữ mạng, xuất hành vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi kỷ dậu, nữ mạng. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi kỷ dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi canh thìn, sinh năm 2000. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, đại trạch thổ, gặp kim bạch kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, kỷ gặp canh, bình hòa, tốt. Địa chi, dậu gặp thìn, lục hợp, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt.

Tuổi Kim Lâu năm 2023, Phạm Kim Lâu thân. Nếu quý cô tuổi kỷ dậu làm nhà thì sẽ mang tai họa tới chính bản thân mình. Thái Tuế năm 2023, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm quý mão 2023, tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao kế đôi chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với tuổi kỷ dậu 1969, nữ mạng nói về hạn thiên tinh ông cha ta có câu thơ sau thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe thị phi kiện cáo có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột tiêu hóa ngộ độc thực phẩm nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới sức khỏe vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn thiên tinh khá là nặng sức khỏe yếu đi mắc bệnh về tiêu hóa khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng đi ngoài nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng kiện cáo người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã xích mích kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội hoặc bị người khác vu oan giá họa tai bay vạ gió và rơi vào trốn mục tù kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua chịu tai tiếng nặng hơn thì chịu án phạt Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn giàu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần biết để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý cô tuổi kỷ dậu 1969. Thứ nhất về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh, đặc biệt là phụ nữ cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy tệ hơn là ngộ độc thực phẩm phụ nữ mang thai cẩn thận khi đi lại không ăn những món nhiều dầu mỡ hay thức ăn đông lạnh nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa đau dạ dày thắt ruột thứ hai liên quan đến kiện tụng những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật luôn giữ bình tĩnh tránh xung đột ra tòa bên cạnh đó cần tu tâm dưỡng tính làm nhiều việc thiện đi chùa cầu bình an gia đạo hạnh phúc đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng sự tác động của sao Kế Đô đối với quý cô tuổi kỳ dậu trong năm 2023. Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống rồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nữ giới cực kỳ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui nhưng nếu mang bầu mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại giữ sẽ hóa lành bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan đầu năm bình thường giữa năm xuất chúng đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao Sao Kế Đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn Kế Đô vào đầu giờ chiều ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Quý cô tuổi kỷ dậu bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, công việc của quý cô có nhiều xáo trộn, phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nếu không chỉ càng thêm cáu gắt bực bội mà thôi. Ngoài ra, tháng này cũng dễ xảy ra tranh chấp về lời nói, xung đột thân thể với mọi người, quý cô tuổi kỷ dậu nên học cách kiềm chế cảm xúc, trong hoàn cảnh đặc biệt không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí hơn. Năm mới nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Quý cô tuổi Kỷ Dậu bước sang tháng 2 âm lịch có vận trình sự nghiệp không mấy khởi sắc. Tháng này là tháng Mão xung với tuổi của bổn mạng, lại thêm hung tinh Thiên Khốc Tang Môn làm cho tinh thần không tốt, bạn dễ bị lơ là khi làm việc tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, hoặc liên quan đến pháp luật kiện tụng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Trong tháng này thời tiết thay đổi, chú ý trong ăn uống rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa do thiên tinh gây ra. Vì vậy, lời khuyên cho quý cô tuổi kỷ dậu nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, điểm báo quý cô tuổi kỷ dậu dễ bị cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ, cũng dễ bị lừa bởi những quảng cáo đầu tư và quản lý tài chính sai lầm, điều này có thể làm cho quý cô tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Vận đào hoa trong tháng này với quý cô tuổi kỷ dậu khá tốt, quý cô thích trưng diện, cũng rất cuốn hút, có thể làm quen được với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, nếu quý cô muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên mở lòng và cho cả hai cơ hội. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng quý cô tuổi kỳ dậu trong tháng này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông công việc có phần bình ổn không có nhiều vấn đề phát sinh chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên quý cô cần cân nhắc trước khi quyết định tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn quý cô cần phải biết kiềm chế sự ham muốn về mua sắm theo sở thích của bản thân để tránh thất thoát về tiền bạc một cách lãng phí trong tháng cũng nên chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức tình hình sức khỏe sẽ nhanh chóng được cải thiện Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với tuổi kỳ dậu, nữ mạng. Tháng 5 âm lịch quý cô tuổi kỳ dậu có vận trình tình cảm tương đối lạc quan. Với sự trợ giúp của giải thần Thiên Phúc giúp cho mối quan hệ của quý cô và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn, những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong tháng, tài lộc có được chỉ ở mức kiểu cắt không nên đầu tư làm quy mô ăn lớn, chẳng hạn như bất động sản hay ngành phẫu thuật thẩm mỹ nên đừng nhúng tay vào vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa hung, quý cô dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này nên sức khỏe rất dễ xa sút dẫn tới vận may về mọi mặt cũng xa sút hẳn quý cô tuổi kỷ dậu không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân hãy nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực thật vui vẻ lạc quan là điều quan trọng nhất nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân của mình vận trình tháng 7 âm lịch 2023 đối với tuổi kỷ dậu nữ mạng Bước sang tháng 7 âm lịch, về tổng thể vận trình tài lộc của quý cô tuổi kỷ dậu ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng, nhờ các sao cắt tinh chiếu, bảo vệ, nên vận thế của quý cô về cơ bản ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn quý cô có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Trong tháng này, dưới ảnh hưởng của các hung tinh, quý cô tuổi kỷ dậu có thể trở nên nóng tính, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, kể cả những người thân trong gia đình tháng đương đầu thái tuế, vận khí sụt giảm, tâm tính bất ổn, tài lộc khó tụ, chú ý vấn đề về sức khỏe, nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường nên thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Cẩn trọng giữ mồm, giữ miệng, ắt vượt qua vận hạn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, quý cô tuổi kỷ dậu, nhờ có sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên giải, làm cho vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng nhẹ một số người sẽ có thành tích tốt trong công việc, được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Việc kinh doanh buôn bán có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tài lộc theo đó cũng có được sự gia tăng đáng kể. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch này, quý cô tuổi kỷ dậu, cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại của mình. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ quý cô cũng cần chú ý tránh làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng. Vận trình tài lộc trong tháng này cũng không được mấy khả quan. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Tháng 11 âm lịch quý cô tuổi Kỷ Dậu với khó khăn phần nào được tháo gỡ khi không chịu tác động mạnh của các hung tinh. Sức khỏe được cải thiện, chuyện tình cảm cá nhân cũng hài hòa hơn. Năng lượng tích cực giúp cho quý cô học hỏi được nhiều điều từ những người khác, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc, nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, quý cô tuổi Kỷ Dậu bị ảnh hưởng bởi không khí cuối năm, không chỉ phải đối mặt với đủ loại công việc ở nơi làm việc mà còn ôm theo rất nhiều việc nhà, đó cũng là một áp lực không hề nhỏ trong tháng nhờ quý nhân tam hợp nâng đỡ khó khăn phần nào được tháo gỡ công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này quý cô cần tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất người làm công ăn lương thì nhận được khoản tiền lương tiền thường hậu hĩnh người kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi lợi nhuận không ngừng tăng lên sức khỏe được cải thiện chuyện tình cảm cá nhân cũng hài hòa hơn trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Kỳ Dậu, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý cô năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.